Các bạn ơi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Xin Chan nhé. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về tiền yên của Nhật Bản nha. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình đó thì là mình đã để tiền xu cũng như là tiền giấy của Nhật rồi. Thì là Nhật Bản người ta sử dụng hai loại tiền các bạn ạ, là tiền giấy và tiền xu. Thì cho nên là khi mà các bạn có tới Nhật Bản ấy thì các bạn nhớ mang theo túi để mà túi hoặc là cái ví để có thể đựng tiền xu nha các bạn. Thì là mệnh giá tiền của Nhật Bản á, thì đồng nhỏ nhất là đồng 1 yên đó các bạn ạ. Đồng 1 yên đây nó mỏng dính luôn các bạn ơi. Nó màu trắng và mỏng dính luôn các bạn ạ. Thì bên trên nó sẽ ghi chữ 1 yên. Và bên đằng mặt đằng sau của nó thì là cái cây á, biểu tượng là cái cây. Thì là tiền yên khi mà quy đổi sang tiền Việt thì các bạn cứ lấy tiền yên xong là nhân với lại tỷ giá. Thì thông thường là mọi người sẽ lấy tỷ giá là 200, tức là 1 yên là 200 đồng để tính cho nó dễ đó. Mặc dù là do kinh tế suy giảm hoặc là phát triển thì tỷ giá nó sẽ lên xuống à, thì nếu mà tính một cách nhanh thì các bạn cứ nhân với 200. Còn như hiện tại bây giờ thì yên rất là thấp ấy, thì 1 yên khoảng 160 mấy đồng gì đấy. Thì các bạn cứ thế nhân lên, lấy tiền yên nhân với tỷ giá thì sẽ ra tiền Việt ha. Rồi, sau đồng 1 yên ấy, thì là sẽ là đồng 5 yên các bạn ạ. Ở đây nè, đồng 5 yên này nó có cái lỗ ở giữa luôn các bạn. Nhưng mà nó không có ghi số Latin, nó không có ghi số ký tự Latin như các bạn. Cho nên là đối với những người mà không học tiếng Nhật ấy, thì rất là khó để biết. Nhưng mà các bạn có thể có một cái tip để nhớ, đó là tất cả những cái tiền đều ghi số ký tự Latin cả, duy chỉ có đồng 5 yên này là không có ghi thôi. Và cái đồng 5 yên này, này nó có cái lỗ ở giữa các bạn nhé. Sau đồng 5 yên này sẽ là đồng 10 yên này các bạn. Đồng 10 yên, cái đồng này của mình nó hơi bị dỉ, hơi cũ một tí xíu. Mà đồng thì mặt bên trên mặt của nó có ghi số 10 nha các bạn. Rất là dễ nhận biết luôn ấy. Rồi đây là đồng 50 yên này các bạn ơi. Đồng 50 yên và bên trên của nó nhé, có số 50 yên. Có số 50 này. Với lại là biểu tượng hoa. Hoa này là hoa cúc nha các bạn. Quay này không biết có rõ không. Đây là hoa cúc nè. Đồng 50 yên ha. Rồi, sau đồng 50 yên là đồng 100 yên các bạn ạ. Bên trên nó có ghi số 100. 100 yên nha. Và mặt sau của nó, các bạn biết không, đây là hoa gì các bạn biết không? Đây là hoa sakura đó, hoa anh đào á. Thì là đồng 50 yên với lại đồng 100 yên á, là bên trên nó khắc hoa hoa cúc với lại hoa anh đào. Đây là hai cái hoa biểu tượng của Nhật Bản đấy các bạn, là hoa quốc hoa của Nhật Bản đấy các bạn ạ. Giống như ở Việt Nam mình là hoa quốc hoa là hoa sen ấy. Còn đây là đồng 500 yên. Đồng 500 yên của Nhật Bản nha các bạn. Thì là từ 1 yên đến 500 yên á, thì nó là tiền xu. Rồi sau đó là đến tiền giấy. Đây là đồng 1.000 yên nha các bạn. Đồng 1.000 yên nhé. Thì bên trên đồng 1.000 yên này nó có ghi số 1.000 này, với lại dễ nhận biết là cái ông này các bạn. Nhưng mà hình cái ông này này từ hình như là đến năm 2024 trở đi là sẽ đổi sang hình của ông khác. Này đồng 2.000 yên. Đồng 2.000 yên này này các bạn, nó rất là hiếm luôn nữa các bạn ạ. Không phải là được lưu thông phổ biến ở trong cuộc sống hàng ngày đó các bạn. Cái đồng 2.000 yên này là hình như là mình nhớ là lúc đấy là mình được tặng hay là làm một cái gì đó mà được tặng ấy. Lúc đấy là cái đồng này nó mới lắm. Nhưng mà sau đó là mình để trong ví á, mà để cái này cái kia nó chèn lên cho nên thành nó cũ như này. Nhưng mà thực ra trong giao dịch hàng ngày ấy, đồng 2.000 yên này rất là khó thấy luôn đó các bạn ạ. Hầu như là không có đồng 2.000 yên luôn ấy. Không, thị trường chỉ có tiền giấy thì chỉ có 1.000 yên, 5.000 yên với lại 10.000 yên thôi các bạn. Đây là đồng 5.000 yên các bạn ơi. Đồng 5.000 yên này nếu mà tính tỷ giá 200 đồng á, thì là nó làm bao nhiêu? 1 triệu hả? Có là 1 triệu đấy các bạn ạ. 5.000 yên tầm là 1 triệu ha. Còn đây là đồng 10.000 yên các bạn ạ. Đồng này là đồng to nhất nha. Đồng to nhất trong hệ thống tiền
của Nhật Bản và thường hay gọi là tiền một man, là một vạn đấy các bạn. Một man đấy, chữ man là chữ vạn trong chữ Hán Việt ấy, này gọi là một man này, hoặc là tiếng lóng gọi là một lá ấy các bạn. À, đây các bạn biết đây là đồng gì không? Đây là đồng 10.000 yên nha các bạn, nhưng mà đây là tiền giả nha các bạn. Cái đồng 10.000 yên này này, cái đồng một man này này hay có tiền, hay có tiền kiểu như là tiền người, tiền giả ấy. Tiền giả người ta hay trưng bày ở những cái chỗ bán vé số ấy các bạn, có khi là cả mấy chục tẹp người ta bày ở cửa kính này kia ấy. Nhưng mà tiền giả ở Nhật thì không có, giống như Việt Nam mà lưu thông tiền giả là phạm pháp ấy các bạn. Thì là mình vừa chia sẻ với các bạn về cái tiền của Nhật Bản nha các bạn. Hy vọng là cái video ngắn này này sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích, những cái thông tin thú vị về tiền yên nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.